chơi được những cái con chó hay đâu. Tất cả những cái anh nào đã từng mua của trại em rồi cho em xin một comment ra là những cái con chó đấy về chơi thần kinh như thứ của nó có ok không? Chơi có ổn áp không? Đấy, ví dụ thế. Này như anh Tuấn Viên lúc nãy đang bảo là hạn cho bớt bớt. Đấy hôm nay anh Việt Phạm thế điện ở trong miền Nam ra bảo là hôm nọ bắt cái đàn bố Red Bull mẹ Moni đấy của em ấy. Anh nhờ em bắt cuối cùng chơi bảo anh có thích không? Bảo chơi không đủ sức để mà chơi với nó luôn. Cái năng lượng trong người nó nhiều quá. Đấy bảo là con chó này này nó hay ở cái chỗ này này này, con chó hay với con chó xấu à, quên là con chó hay với con chó dở ấy nó không khác nhau là mấy, nó khác nhau ở cái chỗ như này mọi người nhá, nó khác nhau ở cái chỗ này này, cái con chó bố mẹ tông dòng của nó phả tốt ấy thì là cái điện của nó, cái năng lượng của nó nhiều, còn những cái con mà nó bố mẹ nó không tốt ấy, bố nó không phải hàng nhập ấy thì là cái điện trong người của nó, cái điện trong người nó ít, kiểu nó chơi được một thời gian ngắn thôi là nó thôi không chơi nữa kiểu vậy. Anh chị ở xa không đến được trại thì mình có thể liên hệ số hotline giúp em nhé. Mọi người thấy không? Bây giờ bắt một đàn chó ra quay cái mùa này rất là khoai luôn. Nó kiểu nó nắng nôi ấy, mồ hôi. Thì cầm máy anh ấy điện thoại thì tắt đi. Mình Nguyễn